Nếu các bạn muốn mua Game Pass và Robux giá rẻ, mọi Game Pass đều có trong nhật.com, kể cả có kỳ thuê Anime Fighter Simulator cực kỳ chiến anh em à. Và nếu anh em muốn thắc mắc gì hãy nhấn ở đây và bắt đầu chat với Nhật Nhi Hi nha. Ok, và chúng ta bắt đầu video nào. Let's go. Chào tất cả các anh em đến kênh của mình Dân Cày TV. Và hôm nay sẽ chơi tựa game Anime Fighter Simulator. Thì anh em cũng đã biết, bây giờ chúng ta đã gọi là gần cuối cùng event rồi anh em à. Thì chỉ khoảng ngày mai, hoặc là tối ngày mai hoặc là tối hôm nay sẽ hết. Thì không biết là tối hôm nay, tức nghĩa là bây giờ mình đã làm video là buổi tối đúng không? Buổi sáng thì buổi sáng nếu mà hôm nay hết thì mình sẽ không nói gì về Divine. Thôi mà mình cũng phải nói, tại vì bây giờ bạn này là chỉ có lúc là 7 thôi. Ừ, chỉ có 7 và cộng thêm với việc là các bạn bạn này có full lúc rồi ha. Mình sẽ bỏ nha, may mắn nè. Đây, thì may mắn bạn có 9.1 lúc thôi, là 9.1 may mắn. Gọi là các bạn này là gọi là không game pass nha, không game pass tới không ta? Để xem cái. Đúng rồi, gần như là không game pass lúc, chỉ có hỗ trợ một cái game pass lúc, game pass lúc 1 thôi anh em à. Ôi, mà bạn này nó ra được một con device gọi là mạnh nhất nhì game không? Có thể nói là mạnh nhất game anh em. Để mình xem nha, bây giờ muốn xem mạnh nhất game hay không á thì mình chỉ cần vô phần cái thư mục bài này, sau đó mình sẽ vô phần device. Ủa device đâu? Ồ bài này không có một device à, phải không? À chắc là chưa cập nhật anh em. Thì không biết con này level 1 là bao nhiêu KDDC. Nhưng mình thấy thì chắc phải 1.5k anh em, tại vì con Taffy á cũng là 1.4 rồi, 1.4 1.5 rồi. Thì con này phải là 1.5, 1.6 đúng không? Hay là 1.6, 1.7k level 1 ấy nó mới mạnh được. Thì đây mình sẽ show cây cho anh em sơ sơ ha. Sơ sơ về con này. Không passive nha, passive yếu á. Passive phế, nhưng mà được cái con này có mạnh được rồi anh em ạ. Thì trước khi là nó là một con shiny thì nó sẽ màu vàng. Và khi shiny lên sẽ bóng tối ha. Cũng được. Rồi bây giờ sẽ test skill thử cho anh em xem. Đầu tiên bình thường nè. Tắt auto đích được không trời? Tắt đi. Thôi ông này chỉnh luôn cái phần giờ mình khó quá. Chỉnh người ta chỉnh tiếng Việt rồi, mình khó chỉnh lắm anh em. Nè, tự động clicker nè. Này rồi. Đầu tiên bình thường thì là 330p gấp khoảng 20 lần như bình thường nha. Crystal thì gấp 40 lần. Cũng khá là ngon ấy. Rồi, tiếp theo. Ui, gì đấy? Một skill 1T, tức nghĩa là con này dùng skill là gấp khoảng 20 lần đúng không ta? Để xem. 55. Đúng vậy, gấp 20 lần. Ui, vãi chưởng à. Và khi quýnh là gấp 6 lần bình thường, khi Ritto là khoảng gấp 12 lần bình thường. Ui, sao khó dùng skill? Ủa? À bị lắc rồi anh em à, rồi để mình vô lại anh em. Thì vô lại rồi anh em à. Đây, mình sẽ test lại skill của nó cho anh em xem. Và con này không thể test skill được, tại con này quá yếu anh em, yếu máu quá. Chỉ có những con này nè, 30T nè mới làm được thôi. Đấy. Ok, bắt đầu nhìn skill nào. Thì mình thấy nó skill nó cũng gấp 20 lần thì cũng ngon rồi, cũng quá tuyệt vời. Không gì tuyệt vời hơn khi con này vai dồn đam cả. Đâu? Một chém, hai chém, ba chém. Ui, cái này là không phải gấp 20 lần đam đâu anh em à. Cái này là anh em nãy để ý là khi nó quýnh á là còn như là 27-28T đúng không? Thì cho là em còn 27T đi. Thì quýnh skill này á, mình đã ngát một chút xíu là nó còn có gích khỏe cho mình là 7-6T. Ui, vậy là cái con skill này là gấp bao nhiêu lần bình thường ta? Để coi, 6T là gấp cả 100 lần bình thường đúng không? Đâu tính sơ sơ coi, 10 là 5 nè, 100 là 5T nè. Ừ, đây là skill con này gấp 100 lần bình thường anh em. Ui vãi, không biết con này có nâng cái phần talent chưa. Nếu nâng rồi thì mình sẽ tính được skill con này gấp bao nhiêu lần bình thường DPC, gấp bao nhiêu lần DPC ấy. Mình xem cái talent cái nào, tại vì talent như là cộng khoảng 30% đúng không, mình nhớ là vậy. Đó, để xem tao lệnh đây. À vậy là anh tiêu con này là gấp 50 lần 60 lần bình thường, tại vì cộng 40% nè. Nếu skill này gấp 100 lần thì này cộng gấp 60 lần đúng không ấy, quá tuyệt vời luôn. Vậy là
Nó gọi anh em à, gấp 60 lần là quá tuyệt vời rồi anh em, không gì bàn cãi cả. Đấy, con này là mạnh nhất game rồi, không có gì mạnh hơn con này đâu anh em à. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Thôi thì chúng ta sẽ đến với phần BT của cái con device mới này. Thì hôm trước mình có nói device mới, device kia là từ 5 triệu đến 10 triệu đúng không? Nhưng mà bất thật bất ngờ thì con này nó BT thậm chí nó còn thấp hơn con kia gấp khoảng 5 đến 10 lần anh em à. Thì tại sao? Đây anh em, thì bạn này là mình nãy nói bạn này là chính lức đúng không? Chính lức thì đây anh em xem cái summer device của bạn này, ngồi luôn cái này lại mù nữa rồi anh em mà. Tại sao lại để tiếng Việt vậy? Như summer nó vẫn giữ đi, nó summer hay sao ấy, để mình xem cái để tiếng Việt là đây summer star. Tỷ giá là khoảng 1.030.000 trứng đúng không? Đấy, đã ra revive rồi thì anh em, thì cái ad kia, cái ad của bạn kia là 800k, nhưng mà thường thì mình nghĩ cái nếu mà cái tỷ lệ hên xui á thì cũng là 5 đến 10 triệu thôi, và nếu xui lắm thì 20 triệu. Nói chung cái revive vẫn hên xui. Cái BT là cái đo lường của anh em, của các anh em mà kiểu đã quay ra thôi. Thì nếu mà trung bình mình thấy hai con device này thì trung bình có là khoảng 2 đến 5 triệu BT. Đối với các bạn 7 lứt, mình thậm chí là mình không biết 7 lứt có ra hay không, nhưng mà bạn này ra thì mình thấy cũng ok. Lúc đó mình đã biết là device chúng ta không phụ thuộc vào BT nữa, thì cái BT là cái phép đo lường cho anh em yên tâm thôi, chứ thường thường là device là không có BT nha. Nó còn hơn, nó còn gọi là sử dụng mà anh em, có khi mà anh em chưa ra sức rệt thì đã ra device rồi. Đấy, thậm chí bây giờ anh em chưa ra common mà mới quay lần đầu tiên cũng ra device, nhưng mà tỷ lệ đó là 1 trên 10 triệu ha. Ừ, thậm chí là impossible, là không thể luôn ấy. Thì cái gì cũng phải cho vận may của nó thôi anh em à. Đấy rồi, thì chúng ta sẽ đến với việc là làm sao để ra device. Thì theo bạn này chia sẻ, và để chỉ treo trứng thôi anh em à, cứ treo Q với R thì ở đó chỉ cần bật tia tát lên. Không biết bạn đã dùng cái gì mà bật tia tát lên là dùng Q, sau đó bạn thấy stop lại dùng R ấy. Thì bạn đã có game pass cho mình, bạn đã có sở hữu cho mình cái game pass là mở tiếng nhanh này, phát open và không có multi open ha. Bạn đã chỉ có là auto lead này, backpack này, backpack, ủa sao backpack gì vậy trời, không hiểu luôn, kệ đi, lướt này và thêm trang bị thêm những con lead này. Và những game pass này mình thấy nó cũng không có OP. Ủa con gì vậy? Được thêm con nước ngay. Vãi cứt thiệt. Rồi thì giờ device này thì mình chắc là nó sẽ hên xui, device kia cũng vậy, cũng hên xui. Nói chung thì tất cả đều hên xui cả. Thì các bạn, nếu mà các bạn có bạn bè nào hên ấy thì hãy treo chung. Bạn đã nói là bạn nó treo cùng một người, nhưng mà người đó thì trong group mình. Đấy, cái hạt mà dân cây vô em hôm bữa mình có sâu cây cho anh em ấy, đó là cái hạt mà kiểu là đã treo chung bạn này và không biết có hút lớp để không. Nhưng mà Exoe cũng ra, ad này cũng ra, thì hai ad này thì mình thấy ad này không game pass thì mình mới chọn nha. Và Exoe kia quay tận như là khoảng một mấy triệu chứng ta, như là khoảng 2-3 triệu chứng mới ra, có khi 10 triệu chứng mới ra. Mình thấy bạn đó là từ khoảng mình xem lại cái hình như là từ 23.900 chứng mà bạn nó chụp ra cái device xong rồi bạn nói là 38 triệu chứng, thì chắc là quay tâm tầm 10 triệu chứng anh em. Ok, và đó là toàn bộ ngày hôm nay, và tạm biệt anh em, chúc anh em có ngày vui vẻ. Và nếu như anh em thích video này hãy comment bên dưới, mình sẽ đọc tất cả bình luận của anh em nha, và rep tất cả bình luận của anh em, cũng như là anh em muốn mình làm tựa game gì hãy comment bên dưới cho mình luôn. Đấy, mình sẽ làm mọi tựa game mà anh em yêu cầu nha. Ok, bye bye, chúc anh em có một ngày vui vẻ nha.